Rồi. Em chủ quán Phong Lan Tùng Nguyễn xin chào cô chú anh chị nhé. Em hôm nay là ngày 30 tháng 6, chính là em có công bố kết quả game 10k tuần qua rồi. Nhưng mà do công việc họ bận quá nên là hôm nay em mới công bố kết quả được. Thì đây là cái video công bố game 10k này. Đây là cái video 10k này. Em để con chuột vào đây nó sẽ bị ẩn mất cái chữ đi, thì em sẽ để ở đây. Đây. Đấy, game 10k nha mọi người nha. Đây cái các cái comment của mọi người đây. Tất cả thì hệ thống sẽ tìm kết quả chứ không phải là em nhá. Rồi đây, hệ thống bộ lọc. Nói chung là game thì đây, em quay cho mọi người xem lại cái giải bốc này. Tối hôm trước em đã phát trực tiếp để em bốc rồi. Nói thật sự với mọi người là hôm nay em đang rất là mệt, rất cả nhà đang ốm cả. Đứng lùi ra. Hôm nay cả nhà đang ốm cả. Cũng xin phép với mọi người đó là ai lấy cái gì thì mọi người vẫn cứ có thể điện hàng phân thuốc cho vợ em là 0981 217 831. Còn cây thì em xin phép với mọi người em sẽ dừng lại một vài hôm, bởi vì đang cả gia đình đang ốm, cả con và cả vợ, cả bố và cả mẹ và cả bản thân em cũng đang ốm, nên em sẽ xin phép dừng cây lại một hai hôm. Đó, đến hôm mà một vài hôm nó khỏi ốm thì em sẽ tiếp tục quay lại ăn cây cho mọi người. Còn phân thuốc thì nó không hỏng mà nó không chết được, thì mọi người cứ điện cho vợ em qua số điện thoại 0981 217 831 để vợ em sẽ bán phân thuốc cho mọi người. Còn đây là cái kết quả hôm trước mà em bốc game. Rất là nhiều người không hiểu, không biết là chơi game vì lý do gì, đó là mọi người không đăng ký kênh. Không đăng ký kênh thì sẽ không biết chơi, không xem được video. Và những ai mà không thường xuyên theo xem video của em thì mọi người cũng sẽ không biết là game gì và chơi như nào. Thì đây, video game em đã đăng này, thể lệ chơi em đã đăng rồi. Và đây là cái kết quả sau khi em bốc 4 key phi điệp lập thạch. Đó là một key đầu tiên là 922, một key là 142, một key là 38, một key là 420, 3 key lá mít hòa bình tân, lá mít tân lạc hòa bình phi 20, một key là 647, một key là 811 và một key là 505. Thì 3 cái key ở bên dưới này là em tặng thêm. Còn 3 cái key ở bên trên này là 4 cái key ở bên trên này là 4 key chuẩn game. Thì tất cả những cái game của em ấy, game nào, gần như game nào em cũng có tặng thêm cho mọi người. Thì bây giờ em sẽ tìm theo 4. Và quà em xin chia sẻ luôn, đó là 4 cái key phi đẹp lập thạch này thì em sẽ chọn ngẫu nhiên từng key một và nó gần như nhau thôi, nên cô chú anh chị không cần phải đắn đo là key to hay key bé. Và kể cả 3 key bên dưới này cũng vậy. Nên là bây giờ em sẽ tìm cái trên hệ thống như tìm danh bạ điện thoại. Đây là số 922, số đầu tiên nhá. 922 này. Rồi, một ngày trước tức là em cũng chia sẻ với mọi người luôn. Đó là một ngày trước là bạn này không trúng, bạn bảo kích này là không trúng nha. Mà kể cả bạn này có trúng đi chăng nữa thì có comment đúng ngày đi chăng nữa thì nó cũng bị sai cú pháp này. Vì game của em là dừng là... Vâng, vì cái video game của em ấy là nó dừng kết thúc đoán là 17 giờ ngày thứ 7, tức là vào ngày 27. Thì cái này 922 này sẽ em sẽ không lấy kết quả nha. Vì bạn bảo này là bạn ấy comment sau này. Và cái để cho nó chuẩn luôn đấy ạ. Và 922 không được thì em sẽ bấm tìm 921. Được chưa? Vâng, 921 6 ngày trước có người này. 6 ngày trước. Thế đây. Em quay cho mọi người xem này. Mới nhất xếp trước ạ. Thì đây, cái này là cái mới nhất này. Cái này mới thứ hai, cái này mới thứ ba và cái này là cũ nhất. Thì cái bác Hoa Phạm này, bác comment đúng cú pháp này và chuẩn ngày chuẩn giờ này. Rồi em chụp lại cho bác này. Thì đơn đầu tiên em xin chúc mừng bác Hoa Phạm nhé. Bác Hoa Phạm vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0981 217 831. Em xin nhắc lại 0981 217 831 là Quỳnh, hoặc anh có thể, bác có thể tìm Zalo qua số điện thoại đó để gửi thông tin địa chỉ và nhận quà nhé. Rồi cái thứ hai, đơn quà thứ hai ạ. Đơn quà thứ hai mang số 142. 142. 142. Chưa gì mà. 142. Rồi, đây, mới nhất vẫn là xếp trước. Đây. Mới nhất vẫn là xếp trước. Và đây Thành Đàm này là mới nhất, Bảo Nguyễn là mới thứ hai, Minh Nguyễn thứ ba và cái SSSSS gì đây là mới thứ tư. Chúc mừng anh Đoàn Thạo này. Cái nick YouTube này là cái gì của nợ gì đây, nhưng mà cái này là tên anh Đoàn Thạo, chuẩn cú pháp nha. Genius cú pháp ok ạ. Anh Đoàn Thạo, kỳ thứ hai, anh Đoàn Thạo vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0981
217831 nhá. Và đây là cái thứ ba này, ba con 8 này. Được chưa? 888 này. Tìm ạ. Ba con 8. Mới nhất xếp trước ạ. Huy Đoàn TV này, anh ấy comment sau khi em bốc game rồi nhá. Anh Đức La này, ok này, nhưng mà anh này bị sau. Tuấn Vinh này, 5 ngày trước ok này, nhưng bị sau. Khải Nguyễn này, ok này, nhưng mà anh này cũng sau. Vẫn còn bác ở trước nhưng không biết có đúng cú pháp không. Ôi, 3 con 8 rất là nhiều người đoán. Bách Hà này, Bách Hà. Cái này bác này cũng comment sau. Sơn Nông Thôn, chia buồn Sơn Nông Thôn nhé. Sơn Nông Thôn theo dõi kênh mình rất là nhiều nhưng mà cũng comment sau. Bình Trường, chúc mừng anh Bình Trường này. Like cái, đấy, yêu thích cái. Anh Bình Trường là kỳ lập thạch thứ 3. Rồi, anh Bình Trường vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0981 217831 nha. Rồi, đơn thứ 4. Mọi người vui lòng chụp comment cho em nhá. Chụp comment rồi gửi Zalo cho em để em xác nhận đơn cho mọi người nhá. Mọi người phải chụp comment và số điện thoại của mọi người phải chuẩn theo cái số điện thoại trên này nhá. Comment của mọi người và phải comment mọi người này chụp lại này. Và phải chuẩn số điện thoại này, gọi qua vợ cho số điện thoại cho vợ em này. Tại vì sẽ em cũng xin lỗi mọi người và chia sẻ với mọi người là sẽ có những người, người ta sẽ lợi dụng vào những cái cơ hội này để người ta chụp cái comment này và không sử dụng cái số điện thoại này để lấy cái phần quà này. Đó, cái này là em đề phòng thôi ạ. Cái này em đề phòng thôi. Đó, nên là em cứ phải chuẩn. Chuẩn thì mới gửi, không có tự nhiên cái anh ấy đoán, anh không đoán mà anh lại được. Không phải là anh ấy đoán mà anh lại được. Thế còn cái người đoán lại không được, đó là một cái rất là nguy hiểm. Rồi, đơn quà thứ tư của dòng phi điệp lập thạch mang số 420, ok chưa? Tìm. Rồi, 6 ngày trước, cua Bách Trọng. Chúc mừng anh cua Bách Trọng này. Anh Minh Phương là 3 ngày trước, đây là 6 ngày trước nha. Đó, nhìn rõ luôn ạ. Rồi, đấy, cua Bách Trọng. Rồi, đấy là đơn thứ tư anh cua Bách Trọng. Vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0981 217831 của vợ em để ấy nhá. Rồi đến 3 đơn lá mít phi 20 của Hòa Bình. Đơn đầu tiên này, 647. Đơn phi đẹp lập thạch nha. 3 đơn lá mít 647. Thực ra là 3 cái đơn, 4 cái đơn kỳ lập thạch này là mỗi một đơn là 1,5 triệu rồi mọi người nha. Rồi, ở đây có anh Trần Nguyễn này. Anh Trần Nguyễn này sai cú pháp này. Và cũng là đoán sau luôn. Đây là anh Thành Trung. Comment chuẩn cú pháp và đoán trúng luôn ạ. 674, chúc mừng anh Thành Trung. Anh Thành Trung vui lòng liên hệ số điện thoại vợ em nhé, 0981 ạ, 217831. Rồi đây là Kimix Phi 20, Tân Lạc Hòa Bình thứ 2, mang số 811. Em nói thật là hôm nay em đang rất là mệt và cực kỳ là ốm nhưng mà em vẫn phải cố gắng làm. Rồi 811 là không có ai ạ. 811 không có ai nha mọi người nha. Em sẽ tìm xuống 810. Rất là mệt nhưng mà hứa với mọi người mà bị chậm mất một ngày rồi em vẫn phải cố gắng để hôm nay lên. Đang bị ốm. Rồi Đinh Thanh Lê. Chúc mừng anh Đinh Thanh Lê này. Anh Đinh Thanh Lê này, like một cái này. Yêu thích cái này. Đấy. Ai mà thấy video của em thì cho em cái nút like nhá. Chả mất gì đâu. Đây này. Đấy, không mất gì đâu. Đây này, đưa chuột đây, bấm cái, thế là lên được, không mất cái gì đâu. Đấy, còn anh Đinh Thanh Lê này, chúc mừng anh nhá. Anh vui lòng liên hệ qua số điện thoại của vợ em 0981 217831 để nhận quà nhá. Và kết quả của anh là một đơn là mix P20 của Hòa Bình, Tân Lạc Hòa Bình. Rồi, đơn game cuối cùng, 505. Có rất là nhiều người hỏi em ơi anh comment số này số kia có trúng không. Nhưng em xin lỗi mọi người là kết quả là em phải công bố trên video. Và đây, 505, có anh Phi Điệp là chỉnh sửa này là bị loại luôn rồi. Diệp Phi chứ, anh Mạnh Trương, ok nhưng mà 5 ngày trước anh vẫn đoán sau. Long Nguyễn, ok nhưng 6 ngày trước anh vẫn đoán sau. Có cái anh Hùng Trần Mạnh này, 505, ok này. Anh Hùng Trần Mạnh này, cú pháp chuẩn, comment chuẩn, ok chưa? Ít số điện thoại anh này, dùng game luôn. 2, 4, 6, 8, 10, ô. Ông này là ông ấy mang cái số điện thoại đuôi của ông ấy ra, ông ấy chơi game. Nên là ông ấy trúng là đúng thôi. Chúc mừng anh nhá. Cái số điện thoại hay á. Này like anh cái này. Thả tim anh cái này. Đây, cho bác xem mới nhất xếp trước này. Đấy. Thế còn đây là 5 phần 7 phần quà. 7 phần quà game. 7 phần quà game này thì em cũng xin chia sẻ với mọi người là kênh của em làm rất là nhiều game và gần như là game liên tục. Nên là em cũng hy vọng một điều rằng là
mọi người sẽ đăng ký kênh và sẽ theo dõi kênh của em thường xuyên. Và mọi người phải cố gắng theo dõi, bật chuông lên ạ. Theo dõi kênh thì mọi người sẽ có những cái thông báo sớm nhất về các video em đăng. Thì khi em đăng lên thì mọi người sẽ biết cái video này, nội dung của nó là gì. Thì mọi người sẽ hiểu và có thể mọi người sẽ mua được những cái hàng ngon, bổ rẻ. Hoặc là có thể chơi game. Chơi game thì có khi bán trước và trúng trước. Nhưng mà mọi người lưu ý nhé, chơi game là phải từ từ xem cái hướng dẫn hết của cái video đó, xem là cách chơi như nào, luật chơi như nào, sau đó chúng ta mới đưa ra comment. Thà chậm nhưng chắc còn hơn là nhanh ngẩu đoạn. Đó thì em cũng chia sẻ với mọi người như vậy. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Còn một hai ngày tới thì em xin lỗi mọi người đó, ốm rồi nên là em xin phép nghỉ một vài hôm mọi người nhá. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.